Hello cả nhà hello, welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn quý vị ủng hộ Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ rất là nhiều. Một lần nữa mời quý vị nghe tin tức của VVA 1600 AM buổi chiều. Sáng đi âm u, chiều về u âm, có nghĩa là nguyên một ngày nay 8 tiếng không có gì khởi sắc hết. Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh theo kế hoạch, và trước đó từng nói rằng kế hoạch 10 điểm của Ukraine sẽ không có kết quả. Và kế hoạch này bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, giúp toàn bộ quân đội Nga bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng, an toàn hạt nhân và thả tất cả các tù nhân chiến tranh. Vâng, thưa quý vị, tin từ quận Cam, Đại lão Hòa Thượng Thắng Hoan sinh năm 1924 đã viên tịch. Ngài nguyên là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chính cho Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thời kỳ 1964 đến 1975, và nhiều năm sau 1975 vẫn hoạt động theo hướng dẫn của các hòa thượng Huyền Quang và Quảng Độ. Ngoài ra thì thưa quý vị, tin phải nói là breaking news, tin lớn, tin mới nhất trên các đài CBS, CNN, ABC thì đều loan tin đến ông cựu tổng thống Donald Trump phải trả cho bà Jean Caron hơn 83 triệu đô la tiền bồi thường phỉ báng. Đây là cái quy định của bồi thẩm đoàn. Một bồi thẩm đoàn đã trao thêm 83,3 triệu đô la cho cựu nhà báo chuyên mục cố vấn Jean Caron, người nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã làm tổn hại danh tiếng của bà khi gọi bà là kẻ nói dối sau khi bà có cáo buộc ông ta tấn công tình dục. Phán quyết hôm nay là lần thứ hai trong 9 tháng bồi thẩm đoàn xem xét tuyên bố của Caron rằng ông Trump đã hành hung bà tại một cửa tiệm bách hóa ở thành phố New York vào năm 1996. Một bồi thẩm đoàn khác hồi tháng 5 cũng đã kết luận ông Trump phải chịu trách nhiệm về lạm dụng tình dục, yêu cầu ông phải trả 5 triệu đô la. Giá giải thưởng cho ngày hôm nay bao gồm 11 triệu đô la cho thiệt hại danh tiếng của bà Caron, 7,3 triệu đô la cho tổn hại về tinh thần, các thiệt hại khác, 65 triệu đô la tiền bồi thường trừng phạt. Bồi thẩm đoàn bắt đầu công việc của mình sau khi kết thúc các cuộc tranh luận bị ngắt quãng bởi ông Trump rời khỏi phòng xử án một cách đầy kịch tính khi một trong các luật sư của bà Caron phát biểu. Sau đó ông quay trở lại khi mà luật sư bào chữa cho ông về những tuyên bố mà ông đưa ra khi còn là tổng thống hồi tháng 6 năm 2019. Luật sư của bà Caron là Roberta Kaplan đã yêu cầu bồi thẩm đoàn bồi thường 24 triệu đô la, nhiều hơn nữa cho các khoản bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt. Trong khi đó, luật sư của ông Trump là Alina Hapa cho biết ông Trump đã nói sự thật khi bác bỏ những tuyên bố của bà ấy và nói rằng Caron nổi tiếng hơn, sẵn sàng thành công hơn vì cáo buộc của bà chống lại ông Trump. Kaplan chỉ mới kết thúc được vài phút kéo dài hơn một giờ tại tòa án liên bang Manhattan khi ông Trump bất ngờ đứng dậy khỏi ghế ở bàn bào chữa và đi về phía lối đi ra, dừng lại để quét phòng xử án chặt cứng khi các thành viên của sở mật vụ nhảy lên. Sự ra đi bất ngờ khiến thẩm phán Lewis Kaplan, người liên quan đến luật sư của bà Caron, lên tiếng cắt ngang phần tranh luận cuối cùng. Cuộc đình công diễn ra vài phút khi thẩm phán không có mặt bồi thẩm đoàn đe dọa tống Harper vào tù. Ông sắp phải ngồi tù một thời gian rồi, bây giờ hãy ngồi xuống. Ông Trump không bắt buộc phải tham dự thủ tục tố tụng dân sự, tỏ ra kích động suốt buổi sáng, lắc đầu khi luật sư của bà Caron coi ông là kẻ nói dối. Roberta Kaplan tiếp tục, vụ án này nhằm trừng phạt ông Donald Trump vì những gì ông ấy đã làm và những gì ông ấy tiếp tục làm. Harper cho bồi thẩm đoàn xem một đoạn video, trong đó ông Trump nói rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn năm ngoái cho rằng ông đã lạm dụng tình dục bà Caron. Quý vị có biết tại sao ông ấy không dao động không? Harper hỏi bồi thẩm đoàn
bởi vì đó là sự thật, thưa chị. Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua bản tin châu Á, Tổng thống Philippines sẽ công du Việt Nam, tăng cường hợp tác về tuần duyên. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sẽ công du Việt Nam trong 2 ngày, 29 và 30 tháng Giêng. Người phát ngôn viên của Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, đã xác nhận thông tin này trong buổi họp báo vào chiều ngày hôm qua, đồng thời bà nhấn mạnh đến mối quan hệ an ninh quốc phòng song phương. Lãnh đạo Philippines sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo chủ chốt khác của Việt Nam. Ngày hôm qua, lực lượng tuần duyên Phi Lực Tân cho biết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa lượng tuần duyên sẽ được ký nhân chuyến công du của ông Marcos Jr. Thỏa thuận này mang ý nghĩa quan trọng để giảm bớt các cuộc va chạm giữa tàu đánh cá hai nước, cũng như là giảm căng thẳng về tranh chấp chủ quyền tại các vùng biển rộng. Theo Reuters, hiện chưa rõ nội dung thỏa thuận hợp tác tuần duyên Việt Nam và Phi Lực Tân, nhưng chắc chắn quyết định này sẽ khiến cho Trung Quốc giận dữ. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Phan Xuân Dũng tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, có thể là Bắc Kinh sẽ không phản ứng mạnh mẽ vì thỏa thuận giữa Việt Nam và Philippines không bao gồm việc công nhận yêu sách chủ quyền của mỗi bên. Còn nhà nghiên cứu Alexander Woving, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương DUKNU ở Hawaii, cho rằng Việt Nam sẽ thận trọng hơn, tránh làm Trung Quốc tức giận. Vào tháng 11 năm ngoái, thì Tổng thống Marcos Jr. cho biết là Philippines đã đề nghị với Việt Nam và Malaysia bàn về khả năng soạn ra một bộ quy tắc ứng xử riêng giữa ba nước để quản lý hiệu quả các căng thẳng ở Biển Đông. Trong bối cảnh đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc vẫn bế tắc, ngoài an ninh hàng hải, Hà Nội và Manila tiếp tục thắt chặt hợp tác an ninh lương thực. Philippines hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ hôm qua cho biết, càng ngày càng có nhiều phụ nữ Hoa Kỳ đã chết sau khi giải phẫu thẩm mỹ ở Cộng hòa Dominica. CDC cho biết trong một báo cáo, tổng cộng 93 ca tử vong liên quan đến giải phẫu thẩm mỹ của công dân Hoa Kỳ tại Cộng hòa Dominica xảy ra trong thời gian 2009-2022, tất cả trừ một trường hợp xảy ra ở phụ nữ. Từ năm 2019 đến năm 2020, hút mỡ là một trong những thủ thuật được thực hiện ít nhất 24 trong số 29 trường hợp tử vong. CDC cho biết béo phì, thực hiện nhiều thủ thuật trong một ca phẫu thuật là những yếu tố nguy cơ chính. Tổng cộng 93 công dân Hoa Kỳ được báo cáo đã chết ở Cộng hòa Dominica trong giai đoạn 2009-2022, ngay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Số ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ của công dân Hoa Kỳ đã tăng từ mức trung bình 4,1 mỗi năm trong giai đoạn 2019 lên mức trung bình là 13 trong giai đoạn 2019-2022. CDC cũng cho biết một tỷ lệ lớn những người tử vong có các yếu tố rủi ro cá nhân, tức là 92%, hoặc do thủ tục 100% đối với tắc mạch chu phẫu. Và trong số những trường hợp tử vong do tắc mạch mỡ, tất cả bệnh nhân đều đã trải qua quá trình hút mỡ và chuyển mỡ mông. Thưa chị. Vâng, thưa quý vị, các công dân Nam Hàn ở gần khu phi quân sự đang lo sợ leo thang căng thẳng với Bắc Hàn. Những ngày gần đây thì Bắc Hàn liên tục tiến hành các vụ thử hỏa tiễn, đưa ra các lời đe dọa hủy diệt miền Nam. Tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc cũng như là có những tuyên bố cứng rắn không kém. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng lên từng ngày, khiến cho người dân Nam Hàn sống gần khu vực phi quân sự lo sợ viễn cảnh chiến tranh giữa hai miền lại nổ ra. Ông tiếng viên RFI cho biết, hai tháng nay, cuộc sống hàng ngày của ông Lee Jae-hyo bị đảo lộn vì quan hệ liên triều. Hồi tháng 11, hai miền đã chấm dứt thỏa thuận ký vào năm 2018 về việc hạn chế sự hiện diện quân sự xung quanh khu vực phi quân sự. Từ đó đến nay, người dân của thành phố Paju
cho biết bầu không khí hết sức nặng nề. Paju cách biên giới với Bắc Hàn chỉ có vài cây số. Ông cho biết người dân rất sợ hãi, có nhiều thay đổi trong đời sống hàng ngày của chúng tôi ở trên trời cũng như dưới mặt đất. Đi vào khu vực biên giới này trở nên phức tạp hơn, nhất là do sự hiện diện của các phi cơ trinh sát hay là trực thăng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Riêng ông Kim Jong Bin cũng ghi nhận như vậy. Ông có đất trong khu vực được gọi là CCD, tức là vùng đệm hạn chế dân thường tiếp cận đến. Ông cho biết, giờ đây thì chúng tôi thấy các xe quân sự và binh sĩ ra vào vùng vực của tôi, khó mà tránh được thắc mắc có phải chiến dịch quân sự đang bắt đầu hay không. Ông sống tại Seoul, một huyện biên giới vẫn còn in đậm dấu ấn của cuộc chiến tranh. Ông nói thêm, chúng tôi đã phá mìn ở những đáy mìn, phá mìn trên những vùng đất bỏ hoang để biến thành đất canh tác mới mà chúng tôi đang trồng trọt. Nếu chiến tranh tái diễn thì chúng tôi lại phải làm lại từ đầu. Và những cư dân ở biên giới đề nghị hạn chế các cuộc tập trận chung Hoa Kỳ và Nam Hàn để chấm dứt leo thang căng thẳng giữa hai miền đang ngày càng rời xa nhau. Vâng, Lê Bích. Vâng, thưa quý vị, một sự việc xảy ra chỉ ở tại Hoa Kỳ, đó là chính quyền South Carolina cho biết hai nữ sinh tiểu học đe dọa thực hiện vụ xả súng cách nhau vài giờ đồng hồ tại hai trường tiểu học lân cận. Cả hai nữ sinh, một em 10 tuổi, em còn lại 11 tuổi, đều bị học khu quận Georgetown kỷ luật. Theo giới viên, cả hai trường đều không đóng cửa trong thời gian điều tra. Cảnh sát trưởng quận cho biết hôm thứ Tư, cô bé 10 tuổi cho biết cô muốn mang súng lên trường tiểu học Kensington và giết một số học sinh. Nhà của cô bé đã bị lục soát, vũ khí được tìm thấy, được khóa trong một chiếc két sắt. Theo bản tin cùng ngày, cô bé 11 tuổi, người đã tranh cãi với một học sinh khác, đã đưa ra lời đe dọa tương tự tại trường tiểu học McDonald của học khu già của cô bé, cũng bị khám xét và không tìm thấy vũ khí ở đó. Các viên chức học khu không đưa ra lời bình luận nào về cả hai trường hợp. Và tin ngắn của quận Los Angeles, một vụ đụng xe giữa ba chiếc xe, trong đó một chiếc xe của sở cứu hỏa ở Little Rock đã khiến cho ba người phải vào bệnh viện sáng hôm qua. Tai nạn xảy ra vài phút sau 10 giờ sáng trên đại lộ Palmdale gần đường Longview, nơi đơn vị cấp cứu y tế về hướng đông đang đáp ứng cuộc gọi cấp cứu y tế với đèn của họ. Đồng thời, một chiếc xe của công viên và giải trí của Los Angeles đang đi về hướng tây trên đại lộ Palmdale trước khi đụng một chiếc xe khác. Ba người đều cho rằng đường hàng không đến bệnh viện thung lũng Antelope, hai người trong số bị thương nặng và tất cả đều trong tình trạng ổn định. Hai trong số những nạn nhân đó đều là lính cứu hỏa. Người thứ tư là một thường dân bị thương nhẹ và được điều trị cũng như là được thả ra tại hiện trường. Vâng, thưa quý vị, một bản tin từ Âu Châu. Lính đánh thuê của Pháp tại Ukraine bày tố cáo Nga phối hợp tung tin giả. Vào ngày hôm nay, Bộ Quân lực Pháp ra thông báo xác định những tố cáo của Moscow về việc lính đánh thuê Pháp chiến đấu tại Ukraine là một thủ đoạn có phối hợp của Nga. Việc tung tin giả này là để nhằm bôi nhọ đất nước Pháp. Theo AFP, thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp đưa rõ là các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đã xác định và theo dõi thủ đoạn của Nga, bao gồm cả mạng lưới thông tin tân Nga, các cơ quan truyền thông nhà nước như Sputnik News, Afrin và RIA Novosti để loan truyền và hội đại các cái tin giả này. Thông cáo cũng khẳng định ngay từ đầu cuộc xung đột tại Ukraine, nước Pháp vẫn là mục tiêu của chiến dịch bóp méo thông tin của Nga. Và chiến dịch này đã gia tăng cường độ từ giữa tháng riêng khi mà Tổng thống Emmanuel Macron tái khẳng định hậu thuẫn của Pháp đối với Ukraine, đã tuyên bố là chúng ta không thể để Nga thắng, thông báo viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Macron có những tuyên bố này, thì vào ngày 17 tháng riêng, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo oanh kích một tòa nhà ở Kharkiv, miền đông bắc của Ukraine, được sử dụng làm khu vực khai triển tạm thời của lính đánh thuê, trong đó đa số là công dân Pháp.
Moscow khẳng định đã tiêu diệt 60 chiến binh và làm bị thương 20 tay súng lính Tây trong đợt tập kích này. Bộ Quốc phòng Pháp giải thích thêm, đây là thủ đoạn bóp méo thông tin của Nga được tiếp tục vào hôm thứ Hai, ngày 22 vừa qua, bằng việc công bố trên kênh đài Telegram Nga một danh sách lính đánh thuê được cho là người Pháp đã bị chết trong vụ tấn công này. Vào ngày thứ Tư, chiến dịch của Nga tiếp tục với việc hãng tin Swiss International thông báo quân Nga đã phá hủy một hệ thống phòng không do Pháp và Ý chế tạo. Trước đó thì Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng phủ nhận, không giống như những nước Pháp, nước khác, Pháp không có lính đánh thuê tại Israel cũng như ở bất kỳ nước nào. Luật pháp của Pháp cấm mọi hình thức tổ chức hoạt động lính đánh thuê, tức là tham gia chiến đấu ở nước ngoài để được trả tiền. Những ai mà vi phạm có thể sẽ bị phạt tù từ 5 năm tù và phạt tiền là 75.000 euro. Vâng, Liên Bích. Vâng, thưa quý vị, các viên chức cho biết phi luật dân và Việt Nam đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên trong chuyến viếng thăm Hà Nội vào tuần tới của Tổng thống Philippines. Đây là một hành động có nguy cơ chọc giận Trung Quốc, theo bản tin của Reuters. Hai quốc gia Đông Nam Á có các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau trên các vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Tuyến đường thủy quan trọng để đánh bắt cá thương mại toàn cầu mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Philippines hôm qua cho biết hai nước sẽ ký một bản ghi nhớ về hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước. Không rõ thỏa thuận sẽ bao gồm những gì, nhưng mà hợp tác bảo vệ bờ biển rất quan trọng để giảm nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, một bước có thể giúp giảm bớt tranh chấp lãnh thổ song phương. Trung Quốc với những tuyên bố chủ quyền rộng lớn ở Biển Đông có xu hướng nhìn nhận sự tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp biên giới giữa các bên tranh chấp khác với thái độ hoài nghi. Sau khi Việt Nam, Indonesia công nhận ranh giới vùng đặc quyền kinh tế tương ứng của họ ở Biển Đông vào tháng 12 năm 2022, thì lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã liên tục tuần tra gần các khu vực chiến lược đó, gây ra phản ứng giận dữ từ cả Jakarta và Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, một bản tin địa phương. Hội không tập tự lại có xảy ra một tình trạng thiếu máu. Công tác sẽ cung cấp thẻ quà tặng Amazon cho các nhà tài trợ. Những người hiến máu với Hội Hồng Thập Tự vào tháng 2 sẽ nhận được thẻ quà tặng trị giá là 20 mỹ kim. Theo Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, những nỗ lực phục hồi sau tình trạng thiếu máu đang diễn ra trên toàn quốc đã trở nên tồi tệ hơn vì thời tiết mùa đông, rồi điều kiện đường xá khó khăn và sự chậm trễ của các chuyến bay. Hội Hồng Thập Tự cho biết gần 15.000 lượt hiến máu và tiểu cầu đã không được thu thập thể nội trong tháng này. Các hoạt động hiến máu đã bị hủy bỏ trong tháng này ở hầu hết các tiểu bang nơi Hội Hồng Thập Tự thu thập máu và tiểu cầu vì thời tiết mùa đông tiếp tục cản trở nỗ lực thu thập. Cũng theo Hội Hồng Thập Tự đó thì Hội Hoa Kỳ đang phải đối mặt với số lượng người hiến máu thấp nhất trong 20 năm. Điều này gây bất lợi cho những người cần truyền máu khẩn cấp. Áo cung, quà tặng sẽ được đổi lấy máu hiến vào ngày 16 tháng Giêng. Việc hiến máu đã giảm đến mức thảm khốc. Chuyên gia cho rằng giới trẻ cần phải nỗ lực trong công việc này và để khuyến khích các nhà tài trợ ngồi vào ghế. Thì Học Tập Tử cho biết họ sẽ tặng thẻ quà tặng Amazon trị giá 20 mỹ kim cho những người hiến máu vào tháng 2 và cũng đưa ra một chương trình khen thưởng những người hiến máu mới để tri ân hàng ngàn người đã hiến máu hồi đầu tháng. Chương trình cung cấp điểm cho người hiến máu mỗi lần họ hiến máu mà sau này họ có thể đổi điểm, và người hiến tặng có thể nhận quà tặng điện tử và hàng hóa độc quyền. Các cá nhân được khuyến khích đặt lịch hẹn hiến máu hoặc là tiểu cầu bằng cách sử dụng ứng dụng hiến máu của Hồng Thập Tự truy cập redcrossblood.org hoặc gọi tới 1-800-RedCross, có thêm thông tin tại redcrossblood.org/team. Vâng, xin liên lạc. Ok, xin hẹn lại clip kế tiếp. Chào.